Mà xin chào các bác nha, hôm nay em sẽ test cặp loa bán nội địa Trung Quốc này. Đây là hiệu loa lắt bát 25 và 4 loa chép. Hiện tại em đang lau cho sạch sẽ một chút để em test cho các bác nghe này. Rồi ở đây là có một chiếc em đã tháo cổ đã sẵn rồi. Đây là loa chép của loa đây, từ đôi nha, hiệu lắt này. Đó. Và phần loa bát là cũng là từ đôi luôn. Loa bát này nặng lắm các bác ạ, nặng cũng như là đánh bát rất là ấn tượng. Này, loa bát đây. Đó, màng côn là zin hết trơn nha, côn 51 từ đôi, từ rất là to. Hiệu lắt đây. Đó, em sẽ test cặp loa này, giá là 3 triệu đồng cho một đôi. Đó, em đang lau chùi cho sạch sẽ rồi test cho các bác này. 3 triệu nha, hát karaoke hay lắm và đặc biệt là tiếng bát đánh ra rất là ấm. Đó, đây là bát 25 đồ điện Trung Quốc mà, đánh cũng tương đối là khá hay các bác ạ. Cũng là 4 loa chép. Mỗi bên là 2 loa, đây là dòng loa chép giấy nha. Còn loa bát 25 ở phía dưới này, từ đôi, tất cả đều loa bát và loa chép đều là từ đôi hết. Cùng với lại phân tầng bên trong này, đó, anh em thấy không? Phân tầng rồi bông tiêu các kiểu. Đó, cũng rất là cấu hình cũng tương đối là khá là khủng các bác ạ. Rồi em sẽ test nha, sẽ test cho anh em nghe một đoạn nhạc này. Lắp nha, giá là 3 triệu đồng cho một đôi, đánh rất là hay và cũng cực kỳ chất trong tầm tiền. Đó. Và hàng bãi nha các bác, đây là hàng bãi xịn nội địa của Trung Quốc nên nó cũng có những vết chày nho nhỏ ở chỗ thùng nha các bác. Này, có những vết chày nho nhỏ thôi nhưng mà không đáng kể bởi vì hàng bãi mà có vết chày xước như sơ sơ như thế này. Đó, bác nào mua em sẽ bù phép lại nha, bù phép những vết chày lại cho thật đẹp hết sức có thể bên em rồi mới giao rồi đóng gói cho các bác ạ. Đây, giá là 3 triệu đồng này, anh em mua về hát karaoke là bao hay luôn đấy. Tiếng bát đập chắc nịch nè, bát 25 và cùng với lại là 4 loa chép cho một thân loa và hai lốt thông hơi nha. Con này hiệu loa lắp bác sĩ Trung Quốc này, đánh hay lắm, thậm chí là nó còn hay hơn những dòng BMW nữa. Đó, đánh cực kỳ nét nha các bác, bát hay cực kỳ hay luôn. Đó, dòng nội địa Trung Quốc mà, mình cũng không có cần bàn đến chất âm đâu, bởi vì loa Trung Quốc chất âm của họ ra cũng chuẩn lắm. Và đặc biệt là giá tiền cũng rất là rẻ, giá là chỉ có 3 triệu đồng cho một đôi loa này thôi. Đánh cực kỳ chất cũng như là đánh bát cũng khá là ấn tượng, bạo lực cho các bác ạ. Và các bác quan tâm liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc. Và em xin cảm ơn, xin kính chào tạm biệt ạ.